Quý vị đang cần tìm một bộ dàn âm thanh để nghe Tết, vậy thì đừng bỏ qua clip này. Audio Thiên Hà xin phép được gửi tới tất cả quý vị 12 bộ khuyến mại trong cùng một clip. Xin mời quý vị và gia đình cùng tham khảo. Bộ số 13, loa kép Q750 ghép với âm ly Rothel A11 hoặc âm ly Marantz NR1200, giá khuyến mại 35 triệu đồng. Bộ số 14, loa kép Q950 ghép với âm ly Camrit Audio CXA81 hoặc âm ly Marantz PM7000N, giá khuyến mại 50 triệu đồng. Bộ số 15, loa Pop Audio ES60 ghép với âm ly Rothel A11 hoặc âm ly Marantz NR1200, giá khuyến mại 30 triệu đồng. Bộ số 16, loa Pop Audio R200 ghép với âm ly Rothel A11 hoặc âm ly Marantz NR1200, giá khuyến mại 23 triệu đồng. Bộ số 17, loa Pop Audio R700 ghép với âm ly Camrit Audio CXA81 hoặc âm ly Marantz PM7000N, giá khuyến mại 55 triệu đồng. Bộ số 18, loa Pop Audio L200 ghép với âm ly Marantz PM7000N hoặc âm ly Camrit Audio CXA81, giá khuyến mại 45 triệu đồng. Bộ số 19, loa Pop Audio L600 ghép với âm ly Denon 1700NE hoặc âm ly Rothel RA1572MK2, giá khuyến mại 95 triệu đồng. Bộ số 20, một loa Pop Audio Legend L800 được tặng chiếc âm ly Rothel RA1592MK2 hoặc tặng chiếc âm ly Camrit Audio Evo 150, giá khuyến mại 149 triệu đồng. Bộ số 21, loa JBL 4309 ghép với âm ly JBL SA550, đầu đĩa JBL CD350, giá khuyến mại 79 triệu đồng. Bộ số 22, mua loa JBL Studio 690 giá 53 triệu 900 ngàn đồng, được tặng chiếc âm ly Marantz PM7000N. Bộ số 23, loa JBL L100 Classic ghép với âm ly Luxman D380, giá khuyến mại 145 triệu đồng. Bộ số 24, loa Dai Audio Emit M30 ghép với âm ly Camrit Audio CXA81 hoặc âm ly Marantz PM7000N, giá khuyến mại 59 triệu đồng. Quý vị thấy thích bộ dàn âm thanh nào thì hãy liên hệ ngay tới số hotline của Thiên Audio, vậy tới trực tiếp cửa hàng tại số 5 ngõ 198 phố Thái Hà để có thể trải nghiệm sản phẩm. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.